Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là YouTube Mirai. Và từ rất lâu rồi mình đã không làm kiểu clip kiểu này nữa. Tại vì là có lẽ deck của mình nó rất khó chơi. Và sau bản được update lần trước vừa rồi thì deck của mình nó mạnh hơn một chút. Sau cái đợt mà Tornado bị nép thì có đợt là Vanky và Wizard bị được boop thì deck của mình mạnh hơn nhiều so với ngày trước. Vì cái mùa này mình đánh rất là thành công. Chỉ mình đánh chỉ có 2 trận thôi. Hai trận để lên được 6-4. Khi mà có nhiều khi mà có những cái cuộc mốc mà mình có thể là mình đánh rất nhiều mình không thể lên được, nhưng mà đến trận cái mốc 6-4 thì mình chỉ cần đánh đúng hai trận là mình lên được. Mình rất là hên, có lẽ là mình đất vị đất của mình nó hên ở trong cái môn meta hiện tại. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn những cái chặng đường của mình đã lên từ 6-4 như thế nào. Thì đầu tiên thì mình phải nói là cái trận mình vừa đánh lên được 6-4-0 là một cái mốc mới. Thực ra là mình đánh chỉ vui thôi, mình không định đánh đâu, tại vì là mình sợ khá tủ lắm. Nhưng mà mình sẽ review cho các bạn trận đầu tiên là trận với lại Lava. Đây là một cái deck meta mới, là meta mới trong cái bản meta hiện tại Lava của Vanky. Mình sẽ xử lý như thế nào? Đây, đầu tiên thì các bạn có thể ý là thông thường với những cái deck của mình ấy, mình sẽ không thả quân trước, nhưng deck của mình phải công trước. Mình không thả công trước nhưng mà mình phải công trước. Vì vậy là mình sẽ đợi tầm độ khoảng đến 40 trở xuống thì mình sẽ bắt đầu thả quân. Và mình sẽ thăm dò. Các bạn đừng có nên thả quân vội vàng nhé. Các bạn cứ từ từ mà thả quân thôi. Đấy, đầu tiên là mình sẽ thả hóp trước, xem là đối phương có gì. Mộ thì có nhà xương thì mình nghĩ ngay đấy. Những deck có kiểu như là lava hoặc là những cái deck có mộ. Bắt đầu họ thả lava rồi, họ biết mình chơi hot, họ thả lava, mình đẩy ngay Vanky. Và mình đoán được rằng là họ sẽ có Vanky là một con gì đấy, mình quăng. Các bạn để ý cái vị trí mình quăng barrel nhá. Quăng như vậy thì con Vanky nó sẽ đi ngược xuống và con Vanky của mình sẽ vào được trụ. Đấy, các bạn có thể thấy là cái tip quăng barrel ở đấy. Bây giờ mình sẽ để đối phương là phải thủ trước đã, để gây áp lực cho đối phương. Con Vanky thì đánh lạc hướng cực kỳ đơn giản thôi. Bây giờ là khi mà họ thả một cái lượng combo rất là lớn như thế này thì họ sẽ không đủ Eli để có thể fireball và vần và giáp nữa. Vì vậy là mình tranh thủ cái điện đấy là mình sẽ tornado luôn. Cho dù mình bị một hit một chút nhưng mình sẽ thủ rất là ok turn này. Tiếp theo là mình sẽ quăng barrel luôn, gây áp lực cho đối phương. Đối phương có thể xử lý là dùng fireball hay là dùng giáp gì đấy. Tuy nhiên thì trong turn này họ hơi chậm một chút. Và trong những cái đánh kiểu này thì các bạn nên tận dụng được cái lượng Eli và gây áp lực cho đối phương. Những cái deck của mình ấy là deck thường là deck có gì á. Vì vậy là các bạn đánh phải frank pressing, đánh theo cách của mình. Đừng bao giờ đánh theo cách của người hoặc có họ ép đối phương đánh theo cách của mình thì các bạn mới có thể thắng được, mặc dù là deck của mình deck ở dưới. Và khi mà các bạn leo cúp thì các bạn không nên đánh những cái trận nó vớ vẩn hoặc là những cái trận mà nó phí. Theo mình là những trận phí thì rất là phí, tại vì là khi mà mình tụt là mình lại phải leo lên một cách rất là mệt và mất thời gian. Nên là những các bạn đã đánh, xác định đánh rồi thì các bạn nên đánh những trận mà nó gọi là chắc chiêu từng một. Ok, bây giờ các bạn có thấy họ sẽ fireball và họ sẽ fireball về. Bây giờ mình làm thế nào để mình xoay ra một con Vanquish lần thứ hai? Đấy, mình để Vanquish lên luôn. Mình sẽ kéo Tornado vào. Rất là tên này họ rất là thông minh và đẩy Vanky ở ngay ở góc trung tâm. Tuy nhiên thì mình kéo ngay được con Vanky xoay lại con Wizard thứ hai rồi và Tornado. Các bạn lưu ý nhé, đừng bao giờ sử dụng Tornado và Wizard bằng cách phí. Với những cái deck mà nó chủ yếu như mình thì các bạn không nên sử dụng. Đấy, bây giờ mình sẽ giữ lại Tornado. Mình biết là họ chưa có xoay đủ fireball, mình vậy là sẽ kéo Tornado, kéo cả cái balloon. Bây giờ thì họ sẽ không kịp. Đấy, đây là một trận mình vừa đánh đầu tiên, phải nói rất đánh Vanky, đánh mà gặp những deck có Vanky mình rất chất chiêu và không được đánh cùng hướng của Vanky, vì là hầu như là deck của Vanky thường sẽ bị nó counter của deck mình rất là mạnh. Tiếp theo sẽ là một trận mình sẽ nói đến cái trận mà mình đánh cái deck meta mới. Ok, đây là deck của Arson. Deck này là deck Hardy, họ lên top. Nhưng mà cái deck này gặp cái deck của mình cực kỳ là đơn giản. Vì cái deck này á, họ không có một cái con gì có thể counter được hot của mình. Vì vậy là mình sẽ
mình counter barrel của họ cực kỳ đơn giản thôi. Mình có thể là mình sẽ bị chạm một vài hit gì đấy, nhưng mình sẽ dùng Vanky và Goblin hoặc là răng Vanky cộng với lại Skeleton để counter barrel, và sau đấy là giữ lại arrow nhé. Các bạn phải nhớ là giữ lại arrow và arrow để combo với họ, không được đẩy barrel một cách tùy tiện, bởi vì là khi mình đẩy barrel thì họ sẽ counter bằng lock hay là những con Vanky là thấy rất là phí. Và trong cái bài này mình có tận dụng là đẩy họ, nên là các bạn có thể thấy là những cái deck kiểu này mình đánh rất đơn giản. Đấy, các bạn có thể thấy mình counter bắt barrel bằng Vanky và Goblin. Bây giờ họ chắc chắn là phải đẩy Vanky hoặc là có thể họ sử dụng preset ở bên kia, thì mình đẩy họ ra Rasko rồi thì mình sẽ đẩy kiểu này và tiếp tục thì mình sẽ đẩy hot, tại vì là biết là họ sẽ không đủ ly để thủ. Họ đã ra Rasko rồi đấy, bây giờ preset này, preset Rasko hai bên, preset với lại Rasko như thế này mình xử lý cực kỳ đơn giản, không có gì khó cả. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ tận dụng, một là mình có thể là mình kéo được khi mà họ quăng barrel luôn thì mình có thể là mình active King Tower để có thể nhân lợi thế hơn. Những cái deck mà các bạn lưu ý khi mà các bạn counter Undo thì các bạn nên counter active King Tower là cái chuyện đầu tiên. Họ sử dụng block. Đây các bạn có để ý tip mình quăng barrel không? Good game luôn. Khi mà mình có tank ấy, khi mà mình có tank thì mình sẽ ném kiểu đấy. Hoặc là những cái deck mà họ sử dụng lock, họ sử dụng lock để counter barrel, nhưng mà khi mình có tank gì đấy thì mình sẽ ném như thế nào để tránh được là hot, tránh được là barrel cộng với lại con tank đấy không bị nằm cùng trên một hướng khi mà lock sử dụng. Hầu như các top ấy họ ném barrel rất là khôn, họ ném barrel rất khôn. Đấy, các bạn có thể thấy trong turn này mình xử lý nó hơi lỗi một chút, nhưng mà cái lợi thế của mình vẫn còn rất nhiều trong cái turn này. Và nó là như gặp những cái deck kiểu này rất là vui. Trong cái meta hiện tại thì deck này rất là hot, cộng với lại là deck bếp. Deck bếp thì cũng nhiều phiên bản bếp, nhưng mà những cái deck bếp mà có Vanky thì ví dụ như Mota bếp có Vanky thì cũng hơi khó với mình, nhưng mình vẫn xử lý tốt. Bây giờ thì họ công một đường, họ có quên là mình có Vanky, vì vậy họ đẩy một đống như vậy mình rất lợi. Và trong cái bài này thì mình không cần thiết là phải kích pin tower, bởi vì là cái bài này mình đã sử dụng Tornado ở trong những cái turn khác rồi, vậy là mình chẳng cần. Nhưng mà thông thường các bạn có Vanky, có Tornado ở trên tay thì các bạn nên kích active. Phải điều đầu tiên là phải active, nhất là những deck mà kiểu có Graveyard, Flash Jazz mà hiện đang hot hiện tại ấy, thì phải active đầu tiên. Các bạn sẽ chịu một vài hit gì đấy nhưng các bạn sẽ có lợi thế được cái turn theo. Ok, tiếp theo là một trận nữa là mình sẽ xem. Với deck hawk nguyên giá hawk mà là có, nếu mà họ sử dụng lock thì mình rất là khó đánh, nhưng mà họ trong cái bài này họ sử dụng giáp thì mình sẽ lợi thế hơn nhiều, đây. Ok, mình sẽ review cái trận này, trận Mota, một cái deck này khá là mới trong biển meta hiện tại. Có Vanky, có đồng ngu miner, deck rất khó chịu đấy. Deck này thường nó sẽ thay, nó cũng có một cái phiên bản đó là Zesla Minor Poison. Thì xử lý như thế nào? Thông thường thì họ sẽ thả gang tách kiểu này này. Thì mình sẽ từ từ mình để hop cho nhảy lại. Không chịu nhiều sát thương cho lắm, nhưng mà để thăm dò được là đối phương có gì. Minor họ đẹp ngay Minor, rất hổ báo. Những cái tên này thì mình cứ xử lý cái Mota trước. Cho dù chịu một vài hượng hit đầu tiên nhưng mình vẫn xử lý. Mình sẽ cố gắng là xử lý thăm dò đối phương xem deck gì. Ban đầu thì mình cũng chưa hình dung được là đối phương sẽ có những cái thẻ nào đâu. Mặc dù là biết Mota rồi, nhưng mà Mota bây giờ có rất nhiều phiên bản. Nhiều có khi là có Mota Hawk, Mota Miner, bây giờ là Mota Vanky với lại đồ ngu. Rất là thú vị nhiều deck. Vì vậy là khi mà các bạn ví dụ như giờ các bạn leo cúp ấy, thì các bạn không nên đổi deck nhiều. Mình nghĩ là không nên đổi deck nhiều, tại vì khi các bạn đổi deck ấy, thì các bạn có khi là các bạn gặp những cái deck mà nó rất là khó xử lý, mà đánh xong thì các bạn nghĩ khi mà các bạn đừng thay đổi thì các bạn sẽ tốt hơn. Không thay đổi deck thì các bạn sẽ tốt hơn. Vì vậy là nhiều khi là sẽ xảy ra những trường hợp đấy rất là tiếc, mà càng đánh tiếc như vậy thì cơ lý nó càng không ổn định. Ok, trận này sẽ đua nhanh một chút để qua những trận tiếp theo. Mình vẫn còn nhiều trận để mình có thể lấy. Các bạn có thấy là combo, mình biết là họ sẽ giữ lại Fireball.
giữ lại Fireball cho con Wizard cho mình, vì vậy là mình sẽ combo luôn. Mình hơi lag, mình sẽ cho một lần thôi, sẽ để xem cái này đỡ lag hơn. Đấy, các bạn ở đây họ sẽ họ đang rất là khó. Các bạn có thấy khi mà mình gây áp lực như vậy thì họ sẽ Fireball một cách khá là lỗi. Và trong cái tờ này thì gần như là mình sẽ ăn chắc luôn. Họ đặt Van Key cũng hơi sơ, hơi muộn so với cái nhịp độ của Barrel của mình. Thực ra là đặt khi mà ở cái tên đấy thì họ sẽ bắt được Barrel, bắt Barrel bằng Van Key bằng một hit thôi. Tuy nhiên thì họ bắt lỗi. Ok, và tên này chỉ cần xử lý một cái đơn giản thôi. Van Key, Goblin, Skeleton, Van Key rất nhịp nhàng. Các bạn phải biết chắc chiêu từng cơ hội, các bạn không bao giờ đánh một cách bừa bạn được. Đánh mà càng tụt nhiều, càng tâm lý là các bạn sẽ tụt và rất khó lên. Tại vì có một cái điều mà mình rút ra được một điều ra là những cái trận mà mình rất dễ thắng, có thể mình lên được nhưng mình lại thua, thì sau cái trận đấy là mình sẽ gặp một cái thảm cảnh. Một cái thảm cảnh mà mình rất khó để có thể ngẩng đầu lên được. Nên là các bạn khi mà gặp những cái trận mà nó khó có thể thắng nhưng mà mình lại hòa hay là mình thua ấy, thì bạn nên dừng lại cho mình. Ok, và đây sẽ là một deck mà hiện tại khá là dùng được sử dụng nhiều. Nó có hai phiên bản, nó là ngu và Mega Knight cộng với lại phiên bản thứ hai là hiện tại là Equip và PK hai cặp này. Thì gặp cái deck kiểu này thì mình sẽ xử lý như thế nào? Những cái deck này mình rất là thích, mặc dù là đánh phải là chắc chiêu, đánh rất từ từ, không có thể thảm cách bừa bãi được. Cái con bandit thì mình có thể đặt Van Key hoặc mình xử lý được. Thông thường thì ở trong cái tên này thì mình có thể xử lý là mình đặt Van Key ở giữa và sau đấy là thu hút bandit với lại Ewit của một phía. Tuy nhiên thì tên này thì mình chưa hình dung là đối phương sẽ xử lý là con gì, nên là vì vậy là mình khá hơi lỗi một chút và bị lỗi Ely, lỗ tận 2 Ely. Bây giờ rõ ràng là họ chưa biết là mình sử dụng Hawk, nên là họ đặt cái nhà lẩu hơi thấp. Thông thường thì họ sẽ biết là Hawk mình sẽ, họ sẽ đặt cái nhà lẩu sẽ cao lên một chút. Đấy, các bạn có thấy là mình ném barrier luôn. Vì mình biết là trong cái deck này họ sẽ dùng grab thôi, không bao giờ dùng block. Trận cuối cùng mình sẽ nói đến trận mà mình lên được 6k4, cũng khá là gay gò, mình đánh cực kỳ. Trận đấy rất tâm lý, rất cao. Những cái lần đầu tiên là những cái lần mà rất hồi hộp. Mình nhiều khi là mình xử lý loạn cái cả lên. Loạn cái cả lên, mặc dù trận đấy rất là may. Ở trong cái tình thế như thế này thì mình khi mà gặp những cái deck kiểu này á, thì mình, các bạn họ có giáp thì mình không nên đẩy Hawk một cách tùy tiện. Mình cứ công bằng barrel thôi, mình công barrel mình rỉa được 300 máu, tầm 300 máu. Đây đấy, các bạn nên lưu ý nhé, gặp những cái deck mà có Stella, có nhà mộ hay là có nhà lẩu như thế này thì các bạn phải dùng Hawk để đập nhé. Phải dùng Hawk để đập, tại vì là nếu các bạn không đập ấy, tâm lý sẽ rất là mạnh khi mà họ sẽ nhân được hai cái bình, hai cái nhà mộ hay là hai cái Tesla. Vì vậy là mình rất khó thủ, tại vì những cái deck kiểu mình ấy, nó không có một cái spell nào để giết được những cái nhà đấy. Vì vậy là mình phải đẩy Hawk. Tiếp theo mình phải đẩy Hawk lên, mình không được để cho đối phương sinh ra được hai nhà lẩu. Bây giờ là mình biết là họ sẽ đặt bandit hoặc là lệch ruồi, vì vậy là mình sẽ spam ngay cầu luôn. Mặc dù là spam ngay cầu như thế này thì mình sẽ bị mất lợi thế, tuy nhiên thì mình sẽ có thể giết được gần như là quân đối phương. Đấy, các bạn có thấy con bandit lao rất nhanh và mình tiếp tục đặt con wizard 2 để giết con elite của họ. Đánh các bạn là phải quyết đoán, những tên xử lý phải quyết đoán, các bạn không thể chần chừ được. Ewip lỗi, à còn wizard lỗi. Và nhiều đấy, các bạn có thấy là gây tâm lý cho đối phương như thế này rất là một điều rất là cần thiết khi mà các bạn đánh ladder, nó là đánh challenge cũng vậy. Đánh ép họ đánh theo cách của mình là một cái điều rất là quý và rất là điều phải chú trọng. Bây giờ thì họ sẽ trăng lại
về equip, thôi. Đấy. Và bây giờ tôi lại sẽ lấy là kết nghĩa rồi. Quản đi. Clip này mình sẽ nói dài, tại vì nó có nhiều deck mình muốn nói. Ok, với những cái trận như kiểu này thì các bạn có thể nói là không thể đánh được. Vừa Executioner, Tornado, Zesla, Vanky. Có Vanky là gần như là counter deck mình rồi. Lại có cả Executioner và Tornado chịu Rocket, họ chỉ cần thủ dâm mà Rocket thôi. Hoặc là deck Bahamas này, thông thường những deck Bahamas này mình rất dễ đánh và thường như là 80% là thắng. Tuy nhiên là trong cái bài này thì gặp một người nổi tiếng quá với lại là xử lý lỗi ngay từ ban đầu. Mình sẽ review qua cho các bạn là xử lý lỗi ngay từ ban đầu như nào. Thông thường những cái deck Bahamas này có một cái trận tiếp theo mình sẽ review luôn Bahamas là đánh như thế nào để cho nó hợp lý và đánh như thế nào để không bao giờ bị thua. Deck của mình là counter rất mạnh của Bahamas, Bahamas Lion. Mình cứ như thế nào mà thích bao quát được con Wizard rồi, không để Wizard chết là các bạn gần như là thắng được deck Bahamas rồi. Đấy, các bạn có thể thấy là đơn ngại mình biết là họ sẽ chơi Bahamas tại vì là em này là một thằng rất nổi tiếng chơi Bahamas. Rất nổi tiếng chơi Bahamas. Nhưng mà ngay từ ban đầu các bạn có thể thấy là mình không biết đoán. Và Barrel mình đã ngại thắng rồi, bây giờ họ xem một cái bình và bây giờ họ công Bahamas. Công Bahamas thế này thì mình rất khó để có thể thắng được. Đấy là lý do tại sao mà mình thua trận này. Ok, mình sẽ out trận này. Ok, tiếp theo sẽ là một là trận mà mình đánh Bahamas rất chuẩn bài một, từng chi tiết một. Ngay từ ban đầu mình đánh chuẩn bài từng chi tiết một. Ok, let's go. Đây là một cái deck mà mình rất là thích khi mà gặp ladder. Những cái deck này rất là thích vì là mình đánh từng chuẩn bài. Hầu như là những cái deck này mình counter, vì vậy là mình có thể sai một hai lỗi, mình không sợ. Sai một hai bước thôi mình cũng không sợ. Lưu ý khi mà đánh những cái deck này á, các bạn phải đẩy phải giữ một trong hai con như là Wizard và Arrow phải là trong deck. Nên là đừng giữ cả hai. Giữ cả hai là các bạn sẽ bị tù. Các bạn sẽ rất khó đánh. Đấy, các bạn đã thấy bây giờ mình công hop này. Đúng như theo cái deck đánh của mình đó là mình cứ công hop. Mình cứ công hop ngay từ đầu tiên. Khi mà họ thả bét hoặc thả ram này, đoán ngay là Bahamas. Bét và ram, đấy. Các bạn thấy. Bây giờ mình sẽ từ từ mà để con Wizard đi lên một mình thôi. Không các bạn đừng có cho thêm con gì. Nếu mà có Goblin thì các bạn có để Goblin cũng được, nhưng ở trong tên này thì không cần. Tại vì là nếu các bạn để Goblin cùng á thì các bạn có thể dụ được giáp của họ. Vì vậy là khi mà họ đặt bình thì chúng ta sẽ có thể xử lý được. Bây giờ tiếp tục đặt bình. Mình quăng Barrel để Goblin lên, quăng Arrows, sau đấy là Barrels. Khi mà họ giáp lỗi và không nữa là họ mất luôn cả cái bình. Các bạn có thể thấy là các bạn phải đánh từ từ, các bạn phải đọc từng bước của họ. Khi họ thả bét rồi thì chỉ có mình minion host thôi để có thể counter được cái combo của mình. Họ sẽ không thể giáp được. Mà khi mà thả minion ra rồi thì mình sẽ arrow thôi. Cực kỳ là đơn giản, trong những cái bài này xử lý cực kỳ đơn giản. Bây giờ thì mình có thể xả skeleton để có thể xử lý được đằng gang này. Đợt gang này khá là mạnh. Các bạn mà không bét là các bạn sẽ bị mất khá một lượng máu khá lớn. Spear bị nép như vậy thôi, nhưng thực ra là nó được búp ấy. Đam của nó rất mạnh, mặc dù là cái tốc độ ném nó rất chậm. Tiếp theo là họ sẽ sử dụng một là họ sẽ dùng ram, hoặc hai là họ sẽ dùng minion host. Nhưng mà họ sẽ dùng ram ở trong turn này, tại vì là họ biết là mình sẽ xoay được con Wizard rồi. Đấy, và mình có một cái điều là trong cái turn này họ sẽ được xử lý lỗi, tức là đáng lẽ họ sẽ dùng ram đẩy sang chạy sang bên phải ấy, chứ không phải là họ sẽ chạy sang bên trái. Đấy, và các bạn thấy là turn này khi là chuẩn bài đó mình đọc gần như là cái 90% là cái đánh của họ. Ở cái trận trước mình gặp một En thì En là một thủ tiếng Bahamas và nó đánh rất chuẩn bài, đọc bài của mình thắt đấy, vì vậy là thua trận đấy. Đấy, các bạn có thấy trận đấy, trận Bahamas rất là thích gặp đánh bóng Bahamas này. Trận của thằng Net này thì mình review xem như kiểu của thằng kia thôi. Trận của Lava này Lava này này mình khá là thích. Tại vì là Lava này nó dễ hơn Lava Vanky nhiều. Nó dễ hơn Lava Vanky. Cách đánh của mình vẫn là như vậy thôi. Cứ mà có hot là có Barrel, mình cứ từ từ đợi được khoảng 15 giây đầu tiên khi mà họ không thả quân. Thông thường thì họ sẽ không thả quân ấy, thì mình nghĩ đến ngay những cái deck bước vào. Còn nếu mà những deck bếp thì họ sẽ thả ngay đầu tiên, họ sẽ không đợi đâu. Deck bếp họ sẽ không đợi mình đâu.
Còn deck của mình là thiên hướng là vừa bết lại có lại lại hơi hơi biết đao. Nên một chút là mình cứ phải đánh kiểu vậy. Tiếp theo là mình vừa arrow rồi họ sẽ thả ngay một cái giáp ra rồi. Các bạn có thấy là khi họ xả giáp ra rồi thì họ sẽ mất một combo để có thể giết con nguyên giáp của mình. Vì vậy con nguyên giáp của mình có thể nét được cái turn tiếp theo. Bây giờ mình đẩy Banky lên. Mình chưa biết là có Banky là có gì. Nhưng mà thông thường ấy, khi mà họ thả ruồi ra rồi thì sẽ không có Banky. Còn có thả hỏa miên ra rồi thì không có Banky. Bây giờ Hawk nhảy lên Goblin tiếp theo. Họ sẽ phải tạt ra miên và mình sẽ arrow. Mặc dù là tên này cũng không được hit nào, nhưng mà đó là một cách để ép đối phương phải sử dụng giáp. Mặc dù là cái tên đấy thì nếu mà họ bình tĩnh hơn thì họ không cần phải giáp. Và Hawk của mình đập một lead. Bây giờ khi mà chuẩn bị nhân 2 rồi thì các bạn phải đẩy ngược hướng. Đẩy ngược hướng với lại lava và đẩy càng nhiều càng tốt. Tại vì là đẩy càng nhiều càng tốt thì họ sẽ phải dùng fireball. Họ dùng fireball rồi thì hoặc làm sử dụng giáp thì chúng ta sẽ con phi giáp của mình sẽ có thể tung bay. Mặc dù nó sẽ bị chịu một vài hit gì đấy. Thông thường những thằng như kiểu bố chum á, khi mà biết được deck rõ deck của đối phương thì họ sẽ xử lý như nào. Gặp những cái deck kiểu Wispam hay là Wispam thì thông thường bố chum nó sẽ giữ lại Fireball để đập cái con Zappy. Một con Zappy Zap rồi bù khi mà đợi cái lava nổ thì nó sẽ Zap. Những người chơi đã rất thông minh. Vậy vì sao mà họ được tốt rất là lâu. Đấy, bây giờ họ dựng Zap. Tại sao họ không giảm gas ở trong cái tơ đấy? Tại vì họ sẽ giữ lại balloon, giữ lại Kelly để đẩy balloon vào trong tơ này. Và khi mà họ sử dụng gas rồi thì mình cũng có một cái điều mình rất là thích. Đấy, Tornado và sau đấy là mình sẽ đẩy giữ lại. Họ xử lý hơi chậm. Bây giờ mình sẽ đợi cho cái lava nổ. Nhưng mà mình thấy các bạn có thể thấy là những tâm lý mình không ổn định cho lắm. Ở trong cái tơ này đáng lẽ mình sẽ dợi lại một chút thì có sự là hợp lý hơn. Và bây giờ khi họ fireball ra rồi thì mình sẽ đẩy. Họ đặt tombstone lỗi, đây là một điều mà mình vận dụng cực kỳ nhanh. Có nguyên giáp mình bắn vào trụ rồi. Lại tiếp tục giáp này họ sẽ out cycle. Mình sẽ đẩy bắn nhanh hơn, đẩy nguyên giáp nhiều hơn. Họ tiếp tục sẽ đẩy tombstone rồi. Nhưng mà tombstone ở trong tên này khi có sự combo của nguyên giáp và tank của Banky thì cực kỳ tôi sẽ rất thích cái bài này. Họ sẽ fireball, chắc chắn là sẽ fly bone. Vì vậy con nguyên giác của mình ở trong cái tên này có như quẩy gần hết. Yes. Và trận cuối cùng để mình nói về cái trận 6-4 lên một trận mà mình phải nói tâm lý của mình không vững. Tâm lý của mình không vững mà mình xử lý bị lỗi, nhưng mà đồ may mắn của mình rất nhiều. Đây cái trận mà mình thua 6-4, cái trận đầu tiên, turn đầu tiên. Đây là một cái deck cực kỳ khó khi mà Minor Bandit Poison, một cái deck rất nhanh, có thể là counter của mình 90% không thể ăn được. Mặc dù là mình cố gắng đánh facing rồi, nhưng mà đối phương nó cướp Minor Poison rồi, gần mình là mình chết rồi. Ok, sẽ đến một trận cuối cùng mà mình lên 6-4 như thế nào, một trận mà mình cộng được 37 cúp. Một trận mình phải nói là cái may mắn của mình rất nhiều. Khi mà các bạn mà đánh ladder ấy, thì các bạn phải tâm lý cực kỳ là ổn, không có run. Đánh phải tâm lý thoải mái thì các bạn mới lên được. Chứ còn nếu mà các bạn cứ hồi hộp vậy là gì đấy là các bạn đánh rất là khó lên. Từ từ, đây là một trận mình rất căng thẳng, vì vậy là mình cứ từ từ mình sẽ xem đối phương có gì. Đấy, mình phải thả Skeleton trước. Và có thể là mình có thể Goblin. Khi mà họ thả Mega như thế này thì mình sẽ đẩy. Có thể mình đẩy ngược hướng. Nhiều khi như thế này mình rất là khó để biết là đối phương sẽ sử dụng con gì. Tại vì là Mega có rất nhiều đấy. Xuất hiện ở rất nhiều đấy. Bây giờ thì có Mega và Vanky, dường như Lava cũng có thể là của Grave Trap. Tại vì mình chơi ladder rất nhiều, đánh chủ là ladder thôi. Không có đánh một cái gì khác, vì vậy là mình biết được cái deck của họ rất nhiều đấy. Như thế nào. Đấy, các bạn có thể thấy họ sử dụng Rondo. Tornado ở trong cái bài này thì mình nghĩ là một cái deck mà có cả lock cơ. Có cả lock thì rất là khó thắng. Nhưng mà trong cái bài này mình rất là hên khi mà đối phương lại không dùng lock. Mình sẽ dùng Skeleton đánh lạc hướng con IC Wizards và Goblin nữa. Thực ra là trong cái turn đấy thì mình hơi thừa AD nên vì vậy là mình cũng xử lý đẩy quân để mình xoay thẻ. Showtime.
Đây các bạn có thấy họ sử dụng Poison và Mega làm tank. Thực ra là trong cái turn này thì họ thiếu tank hơi yếu, nhưng mà họ đang dư Eli quá nhiều, vì vậy là họ mới đẩy như vậy. Một cái turn là mình thấy là khá là phí. Wizard của mình vẫn có một ít. Rất thích trong cái turn đấy. Phân kích. Trong những cái trận mà khó như thế này thì rất khó có thể đấy. Các bạn có thể thấy cái Vanky con vật ở barrel của mình nó rất là thông minh khi mà có sự điều chỉnh của mình. Một cái turn mà mình đã nói là mình không nghĩ là họ sẽ đặt Vanky như vậy. Lỗi. Đây các bạn thông thường turn như kiểu này á, các bạn sẽ được kéo được Vanky. Nhưng mà ở trong cái turn này, trong cái turn này thì họ dùng Fizzy. Họ dùng Fizzy, vì vậy là mình đáng lẽ ra mình muốn xử lý tốt hơn là mình sẽ chịu thiệt một hai hit của bắn kỳ và mình sẽ kéo cái Ando vào trong. Sau đấy là mình sẽ đặt bắn kỳ ở dưới để có thể counter được. Đấy các bạn có thể thấy họ rất là thông minh, rất là thông minh. Nhưng mà trong turn này họ rất thông minh khi mà sử dụng barrel, bắt barrel của mình cực chuẩn. Tuy nhiên thì họ turn này họ sẽ lố khi mà sử dụng Ando để có thể counter được bắn hop của mình. Hơn dưa đáng lẽ là tâm lý họ cổ một chút, họ sẽ không cần sử dụng Ando được đấy. Bây giờ như thế nào, bắt tay bên phải thì phải giảm lặp, giảm sức ép cho cái công, sức ép và gây áp lực cho cái công đối phương. Đánh mình phải đánh pressing, đánh rất nhiều hướng và đánh cho nó làm cho đối phương bị loạn hết cả lên. Đó là cách đánh của mình. Mình không thể ngồi đợi được đối phương lên nhà cho mình thủ, mà mình phải là đánh chủ động ép đối phương để thủ. Tiếp tục barrels. Họ đặt Vanky rất là thông minh, biết bài của mình rồi. Và Tornado luôn. Đáng lẽ turn này đáng lẽ mình Tornado khi tốt, nhưng mà có Wizard của mình chết rất nhanh, rất phí. Nếu mà không chết là nó sẽ được 2 hit đấy. Bây giờ đấy, các bạn có thấy là cái turn này mình cũng hơi lỗi khi mà mình không thể kéo Vanky vào trong. Rất là phí. Rồi, khi mọi đã tốt tay như này thì mình bắt đầu mình sẽ sử dụng combo tốt tay mọi đường cả năm đến không. Đấy, họ kéo Tornado. Hop của mình có một ít cộng tổng, có một ít. Rất là phục vị, rất là hồi hộp. Căng lắm rồi ấy. Bắt cả mối đi. Rồi, bây giờ mình sẽ đẩy Hop lên. Được cái tơ này được ăn cả ngầm hay không thì họ đã xếp hết. Họ sẽ dùng Fizzy ở tơ kia, đúng rồi. Họ sẽ dùng Fizzy ở tơ kia và Hop sẽ đi xuống đất. Đấy là một cái tơ là rất kịch tính. Team của mình phải đập lên cộng 1.2, 1.3 gì đấy. Ok, và đây là tất cả những gì mà mình trải qua. Phải nói là một cái mùa thành công đối với mình. Một lần boost, hai lần boost thôi thì đã lên được 6k4. Và thêm một trận mình đánh vui vui cũng đã lên được 6k4-4-0. Phải nói thì mùa này thì cố gắng là được giữ top 500, nhưng mà có lẽ là hơi khó. Nhưng mà vẫn mong là top 500. Ok, và kết luận lại một điều là cái đánh của deck mình như thế nào, tức là những cái lời khuyên mà mình sẽ đúc kết là cho các bạn, đó là đánh là phải chủ động, đánh là phải đánh là phải tự tin, và đánh là không nên đổi deck nhiều. Mình lưu ý là các bạn không nên đổi deck nhiều. Các bạn đổi deck nhiều các bạn loạn, và các bạn cần phải practice, phải thực hành nhiều hơn để có những kỹ năng tốt hơn cho từng deck. Với những cái deck này thì mình sẽ đánh như thế nào, những cái deck dị lạng dạng kiểu này thì mình sẽ xử lý như thế nào. Đừng bao giờ ngồi chờ đối phương lên tấn công để mình ngồi thủ, như vậy là rất là khó có thể thắng được. Và lời cuối cùng là mình muốn nói là cảm ơn các bạn đã support của mình, các bạn đã ủng hộ kênh của mình rất là lâu rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Có lẽ là có những người ghét mình, có những người không thích mình, và có những người yêu thích mình, nhưng mà số đấy cũng mình cũng rất cảm ơn những người đấy, tại vì là họ cũng ghét mình nhưng mà họ vẫn xem kênh của mình thì mình rất là vui. Và mong là các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình. Hiện tại kênh của mình đã được 11.500 sub rồi, hơn rồi. Và mình sẽ đồng hành với game này khi nào mà đến khi nào mà game này nó sập thì thôi. Mình rất mong là mình sẽ đồng hành được các bạn rất lâu. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.